nha các bạn nhá. Để xem nào, xem là đồ thì chắc là sẽ không có, rất là ít, có rất là ít những món đá bóng vàng thôi. Và hầu như là mình cũng đã có sở hữu rồi anh em ạ. Đó, còn nhân vật thì mình còn một vài nhân vật chưa sở hữu được bóng vàng này anh em. Ví dụ như là Notora thì chúng ta cần phải mua mất 20.000 vàng. Đây là 20.000 vàng. Tiếp tục là Antonio là 20.000 vàng nữa. Rồi đây là nhân vật Nikita 10.000 vàng. Rồi mình thiếu nhiều nhân vật phép nhỉ. Rồi tiếp tục là Olivia với mức giá là 10.000 vàng. Và cuối cùng là anh Zaden Ford, một nhân vật rất hữu dụng đây, với giá là 5.000 vàng. Ok, thế rồi mình đã tiêu được bao nhiêu rồi? 40.000, 50.000, 65.000 vàng rồi. Ồ, cũng tiêu được nhiều phép rồi nhỉ. Rồi có thể mua được cái gì nữa? Chúng ta có thể mua được các cái tập hợp các sát thủ của xã đoàn lên đường cứu lộc cá chép. Anh em lên xe đi cứu lộc cá chép nào. Yo. Ok em. Anh em. Chù. Mày xong triệu cá đấy à? Xin lỗi mày nhá, hôm nay tao không rảnh rồi.